Trần Quyền Thánh và Pháp Linh Pháp Phật Hòa và Đức Thánh Dương và Phật Gia Bác Phản Thanh. Các đồng đàn người đồng viên chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Ôi trời ơi, gì thế? Đi thư nào nhỉ? Ô, thế phải đưa cho anh Trung để anh ấy phát cho. Đây là cái khúc đơn giản lắm, thế đầu tiên có phần là Đàn Công Minh. Mời các bạn